vậy. Hai bên luôn nè. Đó. Thấy từ sao ơi trời dưới này luôn rồi. Xong rồi cả nhà. Rồi hai bên luôn nè. Rồi, một cặp nữa rồi. Đừng nói làm luôn nè. Chưa hả? Ơi chơi gì ngồi sao làm được? Chưa chịu rồi đó. Còn con vàng này nó con đeo luôn ha. Hôm qua thì mình rồi được một cặp vàng trong tích tắc luôn. Đừng nói làm luôn nè. Chưa hả? Ơi chơi gì ngồi sao làm được? Cái đeo lại gần tao rồi. Con vàng. Rất là tự nhiên thế nha. Nó chạy lăng nhăng. Chạy con chạy hả? Đó hai con này vàng với gỗ vàng khác nhau ha. Đó, con vàng này không biết là mọi người thích con vàng nào nha. Đây hai con vàng nè, do cũng lên giống rất là tốt đó cả nhà. Nó mùi vậy nên mình phối rất là dễ. Còn khi mà nó lên giống mà nó không có được chín nước đó, hoặc là nó lên nhẹ nhẹ thì mình phối nó khó hơn. Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà yêu cúng nha. Hôm nay đi làm về tối cả nhà. Nhưng mà hôm nay lâu quá không có thả cái đàn cúng ra cho nó vận động, hôm nay thả tối. Tối thu luôn. Với lại hôm nay thả chúng ra xem cây có cặp nào giao lưu. Rồi test thử cái đèn pha quay buổi tối thử coi được không, để mai mốt mình sẽ có thời gian quay nhân giống cúng vào buổi tối. Nhiều khi không có thời gian, với những cái thời gian mà nhân giống cúng vào buổi tối nó là hiệu quả. Nếu mình không có làm được sáng sớm thì buổi tối là một cái buổi làm việc hiệu quả, nhân giống hiệu quả hơn so với buổi trưa. Rồi, có một con. Tối quá anh không biết đâu. Nó rớt xuống mương này. Thì dớt lên, tí xíu đi dớt lên cho. Nó đồng đậy cái nha. Nó đang bơi. Nó đang bơi tấm tủng. Tối à. Nó đi nó không thấy đường. Buổi tối cái đèn này pha cũng vừa đủ cái này, vừa đủ sáng thôi chứ cũng không sáng lắm. Sáng của buổi tối như vậy cả nhà xem cái không biết có rõ không ha. Rồi cái hôm nay có được cặp nào không? Hôm nay nó cũng qua đợt rồi.
Hôm nay lâu lâu quay thử buổi tối rồi có gì mới không cả nhà? Chắc mấy con đực này nó không có quần mấy con cái nên chắc nay chỉ thả cho nó vận động thôi. Đó, con đó nó sắp rồi. Nè, mấy con này ú nè. Mấy cái này nó ú. Hôm nay cái sân mình hay thả chúng nó bị nước ngập nên nó ướt, cái sân này nó thấp ở Bến Tre vậy cả nhà. Tới thời điểm này là bờ nào nó cũng ngập hết rồi, nó ngập nhưng mà nước nó chưa có mặn, nó còn đỡ, mai mốt nó ngập mà nó còn mặn nữa cả nhà, khổ lắm. Chầm chầm té như mừng vậy nè. Hôm nay thả cái đàn cún ở trong chơi với mấy cún con nên không có thả mấy đàn cún này, không có thời gian thả đàn cún này nè, cho nó giao lưu với nhau nên tranh thủ buổi tối mà cũng test thử cái đèn cho nó sáng, ngày mốt mình quay buổi tối chắc cũng được hay nè, nhưng mà nó không có sáng xa thôi. Hôm nay cũng 3-4 ngày mình không quay đàn cún này, không có thả nó ra cho nó giao lưu với nhau, nhưng mà tưởng đâu là nhiều khi mình thả vậy thường xuyên đó cả nhà, nên mình xem có cặp nào cũng vô để mình cho chúng giao lưu. Định kỳ mình cũng vài ngày hoặc là ngày thả ngày nghỉ, có nhiều khi để nó rụng vô á, nó sẽ mình sẽ không phát hiện. Té mương giờ nè. Cả nhà xem cái ánh sáng như thế nào ha, có gì góp ý giùm mình nha. Coi như thế này có rõ không? Té như con kia giờ nè, vô rồi sẽ coi như nay chỉ thả cho nó vận động giao lưu thôi cả nhà. Rồi buổi tối nó cũng mát nè, mát mẻ. Cả nhà có cần cún con thì liên hệ số điện thoại Zalo Facebook trên màn hình cả nhà. Hiện tại thì cún lập xưởng của mình tại mình cũng vẫn còn có các cái độ tuổi từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng.
tất cả các loại màu. Cả nhà có cần cúng thì có liên hệ số điện thoại Zalo Facebook lên trên màn hình đó. Mình sẽ cung cấp cho cả nhà những con cúng con dễ thương nha. Chủng giống này qua. Con nào chủng giống thì mình báo chủng giống ha. Yeah, cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Cả nhà xem cái đàn cúng của mình nha. Đàn cúng của mình qua từng giai đoạn. Mình làm cho cả nhà xem thôi. Vừa clip đàn cúng bự, rồi đàn clip đàn cúng cúng nhỏ. Để cả nhà xem và cũng như giới thiệu đến cả nhà những cái con cúng con của trại. Đây cả nhà có thể lựa chọn nha. Một lần nữa cảm ơn cả nhà đã xem clip. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo nha. Và cả nhà xem các video về đàn cúng nhỏ của mình nha. Giờ cho chúng vô thôi, buổi tối à. Tối này mình cho nó ít thôi. Tại vì giờ mình cũng có thời gian, giờ cũng 6-7 giờ rồi. Cái nhà xem nè, buổi tối này 6-7 giờ nè. Cái đèn pha nó pha được tới cái cây gần nhất thôi. Còn những cây ở phía trên nó không tới. Có đèn pin sụp tới rồi nha. Thôi thui luôn. Trời này cũng đẹp, chắc không mưa nữa ha. Tối ở vùng quê, tối thui, không có ánh đèn của thành thị gì hết. Bye bye cả nhà nha. Một rổ luôn, hôm nay phơi nắng đều. Chiều nay đều rồi. Khá đều rồi nhưng mà chưa uống lắm. Nay mà mất đều hết trơn. 12 con, nay con này cũng mạnh hết trơn. Ôi, máu mất to luôn rồi nè. Máu mất to luôn. Đủ màu sắc luôn. Ôi, trời nắng. Ôi, con này bị cái gì trên đầu nè. Ôi, tự nhiên có cái mực. Trời nắng một chút xíu còn sạch. Sạch thuốc rồi nè. Ôi, cưng vậy hả? Cách nhau 2 ngày, ngày được gần như 3 tuần hết rồi. 20 ngày nữa hết. Rồi cho nó nóng rồi bắt đầu sụp thuốc nè. Sụp cái này nè. Trị da trắng. Tất cả những con bọ nó ký sinh trên da. Sụp cái này cho nó dịp. Ký sinh trên da nó làm cho da cúng bị tổn thương, bị rẽ thì nó mất sức nè. Cái con này nó mình ngồi nó sạch ít thôi. Rồi. Để cho nó khô chút xíu rồi sạch cái chai này lên. Bây giờ nó có này dính nè, nó phóng vô. Nó nóng rồi, ngồi. Đây như đây cũng còn la mà phải. Nó cà nhậu này, lúc này chưa có giỡn. Chưa có bò ra, chứ khoảng chừng tuần nữa là bắt đầu ạ. Bắt đầu đồi ra tuần nữa đem ra những cái chỗ nào rộng rộng cho nó chơi. Nơi cúng là phút này là phút thư giãn nè, vừa chăm nó vừa thư giãn thôi, cũng vui mà. Thấy cúng thấy thương. Bốn mắt nè, bốn mắt nè. Cái con này đây, nằm đây nha, tí xíu cho vô mẹ nha. Nằm đây đi, tí xíu cho vô mẹ, kéo hết rồi. Bye bye nha. Xịt cho nó cả nhà. Xịt cho nó chai thuốc Methicin.
Methicin. Không biết cái thuốc này, cái thuốc này ở đâu bán, ở đâu sản xuất mà mình quảng cáo dùm cho nó. Hy vọng là người bán hay là người sản xuất. Dơ quá, dơ quá đi, ra ngoài đi con ơi, dơ quá đi, thằng nào bị vậy? Dơ quá. Quảng cáo cho dùm mà dùm cho cái hãng này luôn. Này coi nè, thấy cái hãng này mua về xịt lông cũng sẽ hết. Thêm cái hãng này nữa nè. Bên đây sáng hơn nè. Nằm ngủ rồi, ra mệt mệt, mát rồi, trời hết tí, tự nhiên trời hết nắng. Không có nắng thì mát. Trời mát là bớt bớt la, trời nắng la quá. Nè cả nhà xem, do nó có nhiều bầy trước còn mấy con á, chăm sóc không sẽ nên bầy này chưa, chứ bầy này khoảng chừng vài bữa nữa là mình chăm sóc và uống nuôi. Như bầy trước có 4 con uống nuôi luôn cả nhà, mình có quay các cái clip trước cả nhà xem, 4 con nó được uống nuôi luôn. Nó mình ăn được uống được là bắt đầu ăn sữa, uống sữa với ăn thức ăn, ăn mồi là nó sẽ mập ú ù liền. Ừ nè, mấy con đen hôm trước cũng gồm gồm nè, con này bóng lưỡng nè ha, đen là nó bóng nè, rồi mấy con này cũng bóng nè, con nâu nè, chỉ có mấy con lon đen nó hơi gầy tí xíu. Ngày bự cái này mà phơi nắng bằng rổ là nó trèo ra được rồi nè, mới ra nó nhoi, còn bình thường nó giờ nó ngưng rồi nè. Mới ra thấy mình tưởng cho ăn. Nó chớm nó nhồi, còn giờ là nó từ chơi của nó đó. À, e đòi ăn hả? Giỡn kìa, cấp này giỡn ha, giật luôn hả? Trời ơi, da đông cởi cổ người ta giật. Hôm nay quay hai bài cúng nè, rồi mai cho tách mấy con mẹ nữa cả nhà. Hôm nay nó ăn mạnh rồi, nó bú con mẹ nó chịu không nổi. Tự nhiên con nó có mấy mục gì thôi. Bú chút, con mẹ đẻ mẹ nó bú quá trời chở hết nổi. Nay cũng 32 ngày, 32 35 ngày. Nên tách hả? Rồi. Bây giờ mệt mỏi với con này luôn rồi nè. Mấy con này nó cũng có cái dấu hiệu gì đó nè. Đa số nếu có một con bị là mấy con kia nó cũng yếu luôn, nên giờ phải chăm thôi. Cả nhà thấy nuôi đâu phải dễ đâu hết cả nhà, đâu phải dễ mà đến cho cả nhà một con đẹp đâu. Mà thường là khi mình mua một hai con mình về mình nuôi thì nó phải đẹp mới được nha. Chứ mình cũng là theo cái ý của khách luôn, là mình mua mà mình bỏ ra cái số vốn, số tiền mình mua về là cái con cúng của mình phải đẹp thôi. Mà không đẹp thì mình không ưng, bởi vậy mình phải chăm sóc làm sao mà cho nó đẹp thì mình mới giao cả nhà. Chứ để mà giao cho cả nhà rồi
rồi đến khi mà nó có chuyện này chuyện kia rồi mình nuôi nó, mình thấy nó dễ thương mà nó gặp chuyện, nó bệnh, nó không đẹp thì thấy tội nghiệp cả nhà lắm. Nên cố gắng là mình phải chăm cho nó sạch bệnh, nó khỏe và nó đẹp mới được. Rồi bây giờ mình sẽ mình sấy nó mới được đây. Sấy nó cho nó đẹp, sấy nó để cho nó khéo thiệt là khô, rồi mình thả ra con này nó bị một cái thẹo này. Rồi sạch xong thấy nó bóng hơn rồi đó, nó chỉ có hai con đen nó lõm lõm quá, còn lại thì thấy đỡ hơn rồi đó. Một buổi sáng chăm cúng nè, nó chăm có đàn cúng thôi, còn chăm mấy cúng bự nữa. Công việc của trại là liên tục thôi nha. Muốn làm trại thì phải siêng năng tí xíu, thích cúng tí xíu, cần cù tí xíu mới làm được nghe nha. Nói chung là nó cũng không cực lắm, nhưng mà nó cũng không phải là dễ lắm. Nếu mình bỏ bê nó thì nó cũng không được đẹp. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo. Cả nhà nếu thích những cái con cún nhỏ nhỏ và xinh xinh này nè, hãy cho một like, một chia sẻ, một bình luận nha. Còn nếu thấy thích thì hãy ước về. Hiện tại thì cúng đang giảm giá rất là nhiều, giảm nhiệt rất là nhiều, mỗi người giảm gần 300-400 ngàn một bé, nên cả nhà cứ yên tâm nha. Thì cả nhà cứ nhắn tin liên hệ mình, số điện thoại, Zalo, Facebook trên màn hình nè, đây cũng là một dấu hiệu nè. Chiều phải tắm lại nè, rồi sẽ tiếp. Cả nhà nhớ liên hệ số điện thoại, Zalo, Facebook trên màn hình nha. Nhớ đăng ký, like, chia sẻ và bình luận nha cả nhà. Hẹn gặp lại ở nhà video tiếp theo nha. Bye bye, see you again cả nhà nha. Mấy con cúng này rất là khỏe cả nhà, nó thấy thả ra nó đi chơi, nó đi chơi về là khỏe lắm mình, nó sủa nó đó. Sao không chơi bóng vậy ta, không phải chơi bóng hả? Coi nè, cái ông này nè, ta đang đẹp thì cái bắt đầu nhìn như là bị lỡ lõm lõm. Còn mấy con này coi nè, đít bự uống nu đã không. Trời ơi, con lông dài nè, hết cưng luôn. Nhà thấy buổi tối nó thui luôn, giờ làm việc tối vậy xong rồi đi vô nhà thôi, làm nguyên ngày công việc hành chánh, về tối làm việc thêm đó nha. Đây là các cái dèo ốc, dèo cá nè, tối thui cá nó ụp ủng ủng rồi, trong đó là cái trại đó. Buổi tối 6-7 giờ rồi. Giờ vô ăn cơm rồi.